Tổng thống Zelensky nói gì về cáo buộc ra lệnh tấn công cầu Crimea? Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Canada CTV, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận việc ra lệnh đánh bom cầu Crimea vào đầu tháng này. Khi được yêu cầu bình luận về cuộc tấn công ngoạn mục trên cây cầu như đài truyền hình đã đưa, ông Zelensky cho biết Kiev không tham gia. Ông nói với các phóng viên, chúng tôi chắc chắn không ra lệnh đó, theo như tôi biết. Một vụ nổ lớn đã xảy ra trên cầu vào ngày 8 tháng 10, làm cầu hư hỏng nghiêm trọng và đã khiến ba dân thường không qua khỏi, cũng như làm cháy một đoàn tàu chở hàng đi qua. Một số quan chức hàng đầu của Ukraine công khai kỷ niệm vụ tấn công, thậm chí dịch vụ biêu chính của nước này còn phát hành tem kỷ niệm vụ nổ chỉ vài giờ sau vụ việc. Moscow đã trực tiếp đổ lỗi cho Kiev, gọi vụ nổ là một cuộc tấn công khủng bố. Cơ quan thực thi pháp luật Nga tuyên bố đã xác định được cách thức quả bom ngụy trang thành vật liệu xây dựng, được đưa đến cây cầu từ thành phố cảng Odessa của Ukraine qua nhiều quốc gia trung chuyển. Các nhà điều tra Nga tin rằng âm mưu này được tình báo quân đội Ukraine ấp ủ đã lâu. Moscow đã xác định 12 cá nhân bị tình nghi là đồng phạm trong âm mưu này và đã bắt giữ 8 người trong số họ. Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB cho biết, Danh sách những người bị tạm giữ bao gồm 5 người Nga và 3 công dân nước ngoài, những người này có hộ chiếu Ukraine và Armenia. Đáp lại, một phát ngôn viên của tình báo quân đội Ukraine nói với báo chí rằng fsb không đáng tin và báo cáo này không đáng được bình luận. Vài ngày sau cuộc tấn công, Moscow đã tăng cường chiến dịch ném bom trên không ở Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái tự hủy. Hôm 18 tháng 10, Kiev báo cáo 23 người đã không qua khỏi và hơn 100 người bị thương do pháo kích. Khép Sơn, điểm đóng tiếp theo trên chiến trường Ukraine Quân đội Ukraine dồn lực giành lại Kherson trong khi Nga quyết chiến đấu đến cùng, khiến thành phố chiến lược này có thể biến thành điểm nóng giao tranh. Giới chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, đã bắt đầu sơ tán dân thường ra khỏi thành phố cùng tên hôm 19 tháng 10. Người dân thành phố Kherson đều nhận được một tin nhắn bằng tiếng Nga. Các cư dân thân mến sơ tán ngay lập tức. Truyền thông nhà nước Nga đã phát hình ảnh dân thường xếp hàng trên phà để sang bờ đông sông Dnipro khi lực lượng Ukraine đang áp sát bờ Tây. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh ban bố thiết quân luật với bốn tỉnh Ukraine mà Moscow tuyên bố sát nhập tháng trước, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporozhia và Kherson. Theo luật pháp Nga, thiết quân luật cho phép tăng cường quyền lực của quân đội và lực lượng hành pháp, áp lệnh giới nghiêm, hạn chế di chuyển tại khu vực. Các động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi tướng Sergei Surokin, tổng chỉ huy đầu tiên của chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine, thừa nhận trên truyền hình quốc gia rằng lực lượng Nga đang đối mặt với cuộc chiến khó khăn để duy trì kiểm soát thành phố. Lệnh sơ tán tự nguyện ở Kherson được công bố từ tuần trước, nhưng các thông báo mới cho thấy mức độ cấp bách hơn. Phía Ukraine đang tập trung lực lượng cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Vladimir Sando, người đứng đầu chính quyền tỉnh Kherson do Moscow bổ nhiệm, viết trên Telegram hôm 18 tháng 10, kêu gọi người dân rời đi để lực lượng Nga thực hiện nhiệm vụ của mình. Thành phố sẽ cầm cự, binh lính biết phải làm gì, họ sẽ chiến đấu đến cùng, Sando cho biết Kirin Shemosov, cấp phó của Sando, chia sẻ thông điệp thẳng thắn hơn trên Telegram. Trận chiến khác sẽ bắt đầu trong tương lai rất gần. Ông nói kêu gọi người dân nghiêm túc, tuân thủ cảnh báo sơ tán và không cản trở quân đội Nga xây dựng thế trận phòng thủ. Thành phố Khác là cửa ngõ chiến lược vào Biển Đen và bán đảo Crimea cũng là cứ điểm quan trọng để Nga củng cố kiểm soát khu vực miền nam Ukraine. Đây là thủ phủ tỉnh duy nhất mà Nga kiểm soát kể từ những ngày đầu xung đột. Thành phố này cũng là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà quân đội Ukraine nhắm đến trong nỗ lực tái kiểm soát thành phố. Nếu Nga buộc phải từ bỏ khắc sơn, đó sẽ là đòn sáng mạnh vào lực lượng của Moscow và có thể đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua, theo các nhà phân tích. Ukraine đã chuẩn bị cho chiến dịch phản công ở Kherson trong suốt nhiều tháng, khi tăng cường tập kích vào các cây cầu quan trọng và cơ sở hạ tầng quân sự, cũng như đưa lực lượng áp sát thành phố Kiev cho biết họ đã giải phóng một số khu làng ở ngoại ô phía bắc Kherson. Điều này có thể biến Kherson thành tâm điểm giao tranh tiếp theo ở Ukraine sau khi chiến dịch phản công ở Kharkov và vùng Donbass ở miền đông trứng lại. Một cuộc tiến công lớn của Ukraine ở mặt trận miền nam sẽ chứng tỏ khả năng của quân đội nước này trong việc giành lại những vị trí được nga phòng thủ chặt chẽ. Giới quan sát cho rằng thành công ở Kherson cũng có thể giúp Kyiv giành thêm nhiều viện trợ từ các đồng minh phương tây. Trung tướng Ben Horges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu cho biết giành lại Kherson sơn là động lực tâm lý to lớn đối với ukraine và sẽ đưa lực lượng nước này đến gần hơn tới vị trí có thể đe dọa cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của nga ở crimea moscow đã điều hàng nghìn binh sĩ trong đó có một số đơn vị tinh nhuệ nhất tới củng cố hệ thống phòng thủ ở Kherson. sơn tuy nhiên điện kremlin không thể duy trì nguồn cung cho quân đội khi các tuyến tiếp tế và cơ sở hậu cần liên tục bị ukraine tập kích Đối với ông Putin, rút quân khỏi Kherson sẽ là một thất bại đáng hổ thẹn sau khi Nga sát nhập bốn tỉnh Ukraine chỉ vài tuần trước đó. Trong khi giới chức địa phương cảnh báo dân thường về cuộc tấn công dữ dội của Kiev, các nhà phân tích cho biết quân đội Ukraine có thể muốn buộc quân Nga phải từ bỏ Kherson mà không cần giao chiến. Trong cuộc chiến này, lực lượng Ukraine thường tránh các cuộc giao tranh trực diện trong đô thị. Họ muốn áp dụng chiến thuật bao vây từ ba phía, tăng dần áp lực để buộc các đơn vị Nga phải rút lui. Konrad Muziska, giám đốc của công ty tư vấn quốc phòng ở Ba Lan, chia sẻ. Tuy nhiên, Muzyka thêm rằng việc tướng Sorovikin công khai thừa nhận khó khăn của lực lượng Nga ở Khách Sơn là điều bất thường. Nó đặt ra câu hỏi về những gì thực sự được tính toán, bởi người Nga hầu như không bao giờ chính thức thừa nhận điều gì đó không ổn hoặc là sắp xảy ra, Muzyka nói. Dù tính toán của Nga là gì, quân đội Ukraine vẫn tỏ ra lạc quan về một chiến thắng ở Khách Sơn. Chúng tôi sẽ đạt được bước tiến đáng kể trước cuối năm nay, sẽ có những chiến thắng lớn, bạn sẽ thấy sớm thôi. Thiếu tướng Kirillo Budanov, người đứng đầu tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine nói. Chiến sự tối ngày 19 tháng 10, Ukraine tấn công thị trấn nga, quân nga sắp hành động kiên quyết. Một quan chức nga vừa khẳng định thị trấn trong tỉnh Belgorod bị người Ukraine tấn công, trong khi quan chức được Moscow bổ nhiệm tiết lộ kế hoạch sơ tán 50.000 đến 60.000 người ở tỉnh Kherson nhằm cho phép quân đội hành động kiên quyết. Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc tây nam của Nga và có biên giới giáp với Ukraine khẳng định hai người bị thương trong cuộc tấn công của người Ukraine nhắm vào thị trấn Sebekino hôm 19 tháng 10, theo hãng tin TASS. Một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị thương ở ngực. Ông ấy đang được cung cấp tất cả những nỗ lực hỗ trợ y tế cần thiết và một phụ nữ đang được đưa đến bệnh viện. Các cơ sở dân sự đã bị nã pháo, bao gồm một trung tâm mua sắm và một trung tâm thể thao giải trí. Ông Gladkov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine. Ukraine bắn hạ 12 UAV cảm tử của Nga Thống đốc Vitaly Kim của tỉnh Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine hôm nay, 19 tháng 10, dẫn thông báo từ Bộ Chỉ huy tác chiến miền nam cho hay, lực lượng nước này đã bắn hạ 12 máy bay không người lái UAV cảm tử thuộc Nga trong khu vực vào những giờ đầu cùng ngày trong đó có 11 chiếc UAV bị hệ thống phòng không bắn rơi và chiếc còn lại bị lực lượng vệ binh quốc gia bắn hạ, theo trang Kiev Independent. Trong khi đó, ông Oleksandr Vikun, quan chức ở tỉnh Dnipropetrovsk thuộc Trung bộ Ukraine hôm nay viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng Nga đã tấn công một cơ sở năng lượng ở huyện Kiviri, khiến một số khu vực không có điện, theo Kiev Independent, hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Quân Nga sắp hành động kiên quyết, Ông Vladimir Sando, tỉnh trưởng do nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson thuộc miền Nam Ukraine và đã sát nhập vào nga hôm 19 tháng 10 cho hay, giới chức có kế hoạch sơ tán khoảng 50.000 đến 60.000 người trong 6 ngày tới trong bối cảnh áp lực leo thang từ cuộc phản công của lực lượng Ukraine theo Reuters. Phát biểu trong một chương trình trực tuyến, ông Sando cho biết thêm, chính quyền đang di chuyển dân thường sang bờ trái của sông Dnipro để giữ an toàn cho người dân và cho phép quân đội hành động kiên quyết. Các lực lượng Nga ở tỉnh Kherson đã bị đẩy lùi 20 đến 30 km trong vài tuần qua, theo Reuters. Ông Sando còn nói rằng, ước tính có khoảng 10.000 người sẽ được sơ tán mỗi ngày trong 6 ngày tới và một số khu vực Nga đang chuẩn bị tiếp nhận họ. Hơn 5.000 người đã rời khỏi Kherson trong vòng 2 ngày qua, theo ông Sando. Sau khi ông Sando tiết lộ kế hoạch sư tán nói trên, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã cáo buộc Nga tổ chức một cuộc tuyên truyền ở Sơn và cố hủ dọa người dân Sơn với những gì ông mô tả là bản tin giả về việc Ukraine pháo kích vào thành phố Sơn theo Reuters.